Dạ vâng. Dạ vâng, tung lên đấy ạ. Tung lên toang 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 thế. Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Hiện nay tôi đang có mặt tại chợ Rằm thuộc địa phận xã Tiêu Động, cách trung tâm huyện Bình Lục khoảng 6 km về hướng đông nam. Chợ Rằm ngày xưa có thể nói là một chợ to nhất vùng này, chợ trên bến dưới thuyền, có nghĩa là cả đường bộ và đường thủy, nhưng thiên về đường thủy nhiều hơn. Tàu bè rồi các nơi đổ xô về đây để họp chợ. Còn chợ bây giờ có gì khác lạ so với trước? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng tôi vào bên trong khám phá. Rồi, xin mời. Xin bà chị kiểu ảnh ơi, xin các bà các cô. Sao nay đi quay chợ vậy ạ? Vâng. Xin các bà chị kiểu ảnh đẹp thế này. Quay chợ. Vâng. Vâng, các bạn thấy đấy, khi vào bên trong chợ thì có nhiều những gian hàng nhìn rất là đẹp mắt. Một phiên chợ của miền quê đồng bằng Bắc Bộ các bạn ạ. Có chào không? Vâng. Vâng. Chị gái này mà không quay có phải là phí không? Quay chợ. Đẹp nhất chợ thế này. Dạ vâng, dạ vâng, tung lên đấy ạ. Tung lên toang 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 trên YouTube ạ. Vâng. Vâng, 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 vâng. Thank you.
Dạ không xấu đâu ạ. Các bà các chị đẹp và duyên lắm ạ. Người quê ta đẹp nhất ạ. Vâng. Người quê ta là đẹp nhất đấy ạ. Xin chào cả nhà, chúc cả nhà ngon miệng. Đấy, cô bán hàng như thế này mới gọi là có duyên đấy, đắt khách lắm này. Bán lẹ lẹ lên một chút nữa rồi về thôi. Vâng, sắp hết rồi. Vâng, vâng, vâng. Dạ quay để đưa cảnh chợ quê mình lên quảng cáo với xã hội ạ. Vâng, với cộng đồng. Dạ vâng. Dạ vâng. Đây, hàng chiếu, hàng cau. Vâng, xin các bà, các chị. Phóng viên tự do, phóng viên tự do ạ. Chợ quê mình là chợ đẹp thế này mà không quay nữa. Bà ơi, chợ mình là chợ đẹp nhất rồi, nhất vùng này rồi. Vâng, nhất vùng này rồi. Trên bến dưới thuyền rồi. Chợ mình không ở đâu đẹp bằng. Đẹp vừa từ con người cho tới phong cảnh. Đây là vẫn còn giữ được cái chất mộc mạc của dân thôn quê ạ. Mới là đúng thức đích thực. Dạ vâng ạ. Dạ vâng. Người quê ta toàn những người đẹp người xinh thế này. Vâng, đấy như vậy mới đẹp ạ. À. Tự nhiên như vậy mới đẹp ạ. À. Đẹp lắm ạ. À. Mấy chị hàng cá. Dạ vâng. Thank you.
Vâng ạ. Bà ơi, bà cười tươi lên một tí ạ. Quê mình toàn những người đẹp, người xinh như này mà không đưa lên thì có mà phí ạ. Đấy. Quay lần sau mà người ta đuổi ra đã thở vào mồm ý. Vâng, có hết ạ. Thở vào mồm một cái là dạ, có hết ạ. Đấy, có này thì tôi đây quay lên tôi này. Chợ rằm đó là có món bánh rán. Xin bà, vâng xin bà một kiểu ảnh. Vâng, món chợ rằm, chợ rằm quê ta là có món bánh rán là món đặc sản. Dạ có rồi ạ. Vâng. Vâng, con xin chào bà bán bánh đa đây. Đấy, đi tìm bà khắp chợ bây giờ mới thấy đây. Món bánh đa là món đặc sản của chợ rằm. Đây là món đặc sản các bạn ơi. Dạ, em ở xã mình đây ạ. Đấy, đặt trước từ lâu rồi mà đã được đến đặt đâu. Mua 30 thứ về đây rồi. Đây, món đặc sản đây các bạn ơi. Cho đến đặt cháu cho bà. Có 2 bánh gì? Bám. Có thêm cháu, cái đầu không già gì. Đấy các bạn thấy không, món đặc sản cho nên phải xếp hàng, tôi cũng phải đang xếp hàng đây. Có chị này, chị xếp hàng từ sáng giờ chưa có, chị đang thắc mắc đây này. Đấy, vì món đặc sản cho nên là